Hello, xin chào các bạn đã trở lại với channel chơi gà gaming của mình ha. Hôm nay mình sẽ chơi tiếp một cái vị tướng là Lindis ha các bạn. Thì mình thì cũng có làm Lindis một tập ha các bạn. Thì tập trước thì mình càng quét tên địch thì quá là bá cháy vô cháy chó ha các bạn. Ok, hôm nay mình sẽ chơi tiếp tục vị tướng Lindis coi. Thì hôm nay chắc mấy quỷ bên tem kia, bên tem bạn thì chuẩn bị xác con mẹ nó định 6 game coi. Tại vì mình mà chơi Lindis thì mấy anh em chắc cay cú lắm ha các bạn. Ok, hôm nay mình sẽ đổi khác với một cái skin là Quang Thánh Tiễn các bạn ơi. Thì vẫn skin khá là đẹp các bạn. Ok, tức tiền mình phan mà cho đồ mình phan bộ xanh tới con ơi. Anh Niên Rinax thì đang muốn cướp cái combo của mình các bạn mà cướp không được đâu con ơi. Niên này tuổi các bạn. Tuổi này trời ơi, anh Niên kìa các bạn, các bạn thấy gì chưa? Trời ơi, từng tỷ vô con kia luôn bạn ơi. Ok, bố thí cho nó cái con nó đi các bạn. Chứ cho nó qua cướp tội nghiệp đó, nó không qua cướp không có gì tội nghiệp các bạn ơi. Cho nó ăn đi ha. Trời ơi, đặt bẫy ngu nữa, thật lắc rồi. Ok, giờ mình sẽ chạy qua ăn combo luôn rồi, mà tí đi tính đi cướp gừng các bạn ơi, mà thấy nó qua cướp gừng cho mình không cướp các bạn. Thì tem nó thì nó giành gừng nha các bạn, hai thằng nó giành gừng nha các bạn ơi. Ok, tem mình thì xảy ra một cuộc cướp gừng tập thể nó các bạn, bốn đứa luôn rồi. Rồi chết, thanh niên Rinax chết nè, đó thấy chưa các bạn. Xác định bỏ điện thoại xuống đi uống nước luôn các bạn ơi. Rồi thanh niên rồi Alice bé ngọc luôn sắp mặt luôn các bạn. Tem mình cái sức càng phá làm bá cháy bùa cháy chó này ơi. Mà tem mình thì gấp hai các bạn, cướp gừng, cướp hết gừng xong giết luôn các bạn. Hay không tao không, hay không mà các bạn ơi. Tem mình rất là hiểu ý nhau các bạn. Gừng nó sạch bóng rồi các bạn, còn con à. Ok. Giờ tem mình cũng khá là xanh rồi, mình chắc không cần ganh nhiều đâu các bạn. Giùm ăn tạm thời ăn này rồi mình ra mình ép cái tụ dưới đây ha các bạn. Cái tụ dưới đây thì mình chưa thấy thằng nào nó ra hũ các bạn ơi. Nó mà hũ là cái tụ này nó xác định đó các bạn. Để lẹ anh ơi, lẹ anh ơi. Ok, đập tụ này anh ơi. Sao đi đứng yên người ta. Đập tụ này ông nội. Ok. Kìa mình găm ăn con dê ha các bạn. Mình thì thấy cái đường tên sao nó bỏ không ai đi đường tên như tời bể tụi bây giờ. Anh em mình thì cố gắng thể hiện những pha tiếp tục cái nghề đi cướp gừng con ơi. Anh em mình thì ghiền cướp gừng hay giá cướp gừng ghiền các bạn ơi, cướp hoài luôn kìa. Ok, mấy anh em bên kia thì rất là khó chịu mà cay cú lắm các bạn. Anh em nãy giờ ức chế nãy giờ các bạn ơi. Vì cướp gừng mà không còn con gừng luôn, cướp xong rồi giết người nữa các bạn kìa, giết tùm lum luôn kìa. Tên mình thì 3-0 ha các bạn, nên giờ chưa chết luôn. Ok, chắc mình sẽ chạy vô hỗ trợ tem mình các bạn, chứ để hồi tem mình sắp mặt nữa. Niên Toro vô kìa, bò chó điên ông nội ơi. À, bò điên, bò điên làm thịt tâu nè ơi, thịt tâu gác bếp ha các bạn. Độ phộng mày xác định. À, ok, một kia đầu tiên ha các bạn, quá là dễ dàng thôi. Linus thì một vị tướng rất là mạnh ha các bạn, rất là dễ chơi nữa. À, mình thì rất là thích chơi vị tướng này ha. Ok, anh niên bên hai sỉnh thì đang cố gắng đẩy sỉnh như đó các bạn ơi, sỉnh như đó nè, chắc nó không về được đâu các bạn. Mình mà xuống là anh niên nó khỏi về, nó chết đó các bạn ơi. Đang sỉnh dưới đó các bạn, nó nhậu quá chừng nhậu lên sỉnh dưới đó kìa. Rồi anh em giờ mới kịp chạy về, mà chạy về bằng cái đường nào để mình ăn con chim xong rồi đã. Bỏ con chim các bạn ơi, giết luôn ha các bạn. Mình nói mà nó sỉnh rồi nó chạy không nổi đâu các bạn. Xác cái định là hai mạng luôn ha các bạn, quá là easy luôn các bạn ơi. Ok, giờ mình sẽ vô ăn cái con bùa xanh của mình ha. Ok, cái hạt này thì mình chưa có chỉnh đồ theo ý mình ha các bạn. Đồ thì còn lên tùm lum các bạn ơi. Giờ mình chỉnh đồ lại, xong đồ nữa ha. Ok, giờ mình sẽ ăn mấy con quái gừng ha. Farm cho xanh xanh các bạn ơi. Giờ mới tích được một điểm các bạn. Mình hết mana các bạn, mình đang cần ăn cái con này. Nãy giờ mình chưa ăn rồng các bạn ơi. Rồng thì cứ để yên cho nó sống đi ha các bạn, chứ giết nó tội lắm các bạn ơi. Con rồng giết nó ổ tội lắm. Ok, giờ mình tạm thời ăn con quái gừng nhỏ nhỏ tới đây đi ha. Ok, team mình thì muốn có biểu hiện đánh ghen ngoài. Team mình muốn đánh ghen ngoài à. Đánh ghen thì chết một mạng kìa, thấy chưa? Ok, team mình thì cái anh sợ hồi sửa ống nước đã hy sinh các bạn ơi. Ok, tình thế là 6-1 các bạn. Cũng không sao ha. Tem nói thì tem bạn thì khá là khó các bạn ơi. Rồi thanh niên Ali bé ngọc lưu chuẩn bị sắp mặt các bạn ơi. Giờ mình không biết sao nó chạy được mình các bạn, chạy một niềm tin đó các bạn ơi. Mình thì bật chế độ vệ sinh một tên 50 tổng cháu lên là nó chạy không được các bạn. No, anh niên Toro vô anh hùng cứu mỹ nhân các bạn ơi. Đậu phộng hy sinh luôn các bạn, thấy cái tội nghiệp cho các bạn. Ok, mấy anh niên này hết máu hết các bạn ơi. Đậu phộng chỉ bị xảy ra một watch kill tại đây các bạn ơi. Rồi anh niên này tiếp bô kia nữa các bạn. Rồi anh niên Rinax mà qua vô đây rồi xác định này watch kill các bạn. Rồi sao nó đơn giản, watch kill mà đơn giản quá các bạn ơi. Nếu bạn đã thấy cái vị tướng Lindis được rất là mạnh ha các bạn. Kiếm mega kill, quách kill chỉ trong một vòng một lúc nhạc thôi các bạn ơi. Giờ tình thế của mình ôi nãy giờ là mình với 6 mạng các bạn. 6-0-0 luôn các bạn ơi. Ok, giờ mình sẽ qua cướp gừng một tem bạn luôn ha, cho nó hột luôn, nó đã rơi vào cái trạng thái là không có chống cự được các bạn ơi. Giờ nó chỉ là ôm nhà hủ nhà thôi các bạn. Mình thì cướp gừng thoải mái ngay, lát cho tem nó hồi gừng nó hột luôn các bạn. Nàng gốc thì nãy giờ rất là hột các bạn ơi. Ok, sẽ ăn con chim lẹ, mình sẽ đẩy nốt luôn cái tụ tên đây ha các bạn. Cứ ép tụ vậy đi các bạn ơi, nó thì tem nó sẽ không dám ra khỏi nhà đâu các bạn ơi. Anh em đang nay gốc mình có gắng đẩy lẻ được dưới kìa. Sao anh em mình xong xuống ta. Ok, anh em có biểu hiện sắp xuống các bạn.
biết nên cà rốt chạy kèo không ơi, mà mình ngày đang cố gắng đập tụ tới nè các bạn. Cái tụ này xác định là bể rồi ha các bạn. Ok, bể chắc rồi, nó ra không kịp đâu các bạn ơi. Ok, bể luôn ha các bạn. Ok, chắc mình sẽ quẹo vô mình ăn con rồng quá. Biết ăn lợi ta chứ lợi không ơi. Dứt luôn hả, khô má đi ha các bạn. Trời sợ gì ba cái đồ yêu này, cái một cái gì các bạn. Ba con rồng này, trời ơi, rồng kém sang. Rồng tát mà các bạn, mày trời ơi, không thấm ha các bạn. Nó gặn vậy bạn, xa là nó không thấm đâu bạn ơi. Đó, thôi ăn rồng không tốn chút má các bạn ơi. Ok, giờ mình sẽ quẹo vô ăn con bùa các bạn. Liên đít thì cần rất là nhiều mana các bạn ơi, thì nó xài chiêu khá là nhiều ha. Quan trọng là các bạn vừa bắn vừa xài chiêu hai chiêu cuối đó các bạn, kết hợp xài chiêu ha các bạn. Chứ phải bắn không các bạn, bắn không thì cũng không phát huy tối đa sức mạnh đó các bạn. Ok. Các bạn thấy cái chiêu nổ rất là thấm các bạn ơi. Nên team mình thì đang xảy ra nhiều cuộc đánh ghen ở tên đó các bạn ơi. Đánh ghen chết ba thằng team địch luôn các bạn ơi. Team mình chưa chết luôn. Cái tình thế là 15-1 rồi mà không hiểu tao sao team địch đánh kỳ quá các bạn. Ô, mình đang xanh nhất team luôn các bạn ơi. Mình thì đang đánh với bức ganh là bạch kim ha các bạn, mà sao mấy quỷ này ngu quá vậy? Không biết sao nữa các bạn, kệ đi. Anh Niên anh nào đóng hết chống cự luôn các bạn. Giờ Niên nào đóng mới cấp 7 rồi, mình cấp 11 các bạn ơi. Niên vô mình giành con bùa xong nó chạy mất cái dép luôn rồi, đi quăng nó dám chạy luôn. Đồ Niên quanh nó xỉn ra kìa các bạn. Nó xỉn quá rồi. Niên chơi hoàng skin hoàng tử quà đó các bạn. Đấu quanh hè đó các bạn ơi. Đấng tối cao đó. Ok, Niên nay xảy ra một cuộc đánh ghen rất là lớn các bạn ơi. Đây chắc mình sẽ xảy ra một pha mega kill tại đây các bạn ơi. Ok rồi, hai thằng chết rồi nè. Rồi ba thằng này chuẩn bị xác định nè, nó không về kịp lại xác định nè các bạn. Nó trời ơi chết nha. Chắc một tí được tiếp bộ kia con ơi, đậu phộng nhưng mà gần ra kết hai mạng các bạn. Ok, tiếp bộ kia các bạn ơi. Ok, giờ sẽ ăn tụ nó các bạn, tên nói thì chết hết các bạn ơi. Trận đấu chắc kết thúc nhanh lắm các bạn, nãy giờ mới 6 phút mà cái tụ nó sắp hành cái sân bay nội địa Tân Sơn Nhất rồi các bạn ơi. Ok, giờ mình ăn cái con ô lộc, ăn cái tụ đã các bạn. Ok, quá phê các bạn. Như các bạn đã thấy thì các bạn đây là một cái vị tướng rất là đáng mua các bạn ơi. Vị tướng rất là mạnh và rất đáng mua các bạn. Niên Na Góc em muốn chơi mà các bạn. Mà chơi bằng niềm tin nè các bạn. Ok, nó hên đó các bạn. Mình đã bấm chiêu cuối cái nữa là Niên nó sắp mặt rồi. Ok, mà từ thiện nó được giết nữa các bạn. Giết 8 mạng đủ ha các bạn. 800 luôn các bạn ơi. Ok, giờ mình sẽ quẹo vô con bồ tay ha. Mới đầu thì mình làm một pha quét kêu cũng khá là đẹp rồi đó các bạn. Như các bạn thấy gì cái hiệu ứng của con này toàn ra băng không các bạn ơi. Quang thánh tiễn ha các bạn. Ok, team mình đang xảy ra một cuộc đánh ghen cái mít trong ơi. Mình phải ra hỗ trợ team mình đánh ghen các bạn ơi. Ok, xác định bỏ điện thoại xuống hết đi uống nước ha các bạn. Đậu phộng Na Góc luôn. Ok, chết hết ha các bạn. Team địch thì khá là họt các bạn ơi. Team mình địch họt mà cứ đi đánh ghen hoài. Ông nội đi mấy này rảnh thiệt chứ. Chết nè, tí bô kia nữa các bạn ơi. Quá là phê, quá là đẻ đó các bạn. 11 luôn các bạn ơi. 11-04 các bạn. Số quá đẹp các bạn ơi. Ok, chắc mình nghĩ trận đấu sắp kết thúc tại đây các bạn ơi. Lính nó tới mà team nó không ra hủ. Niu Niên quanh xỉnh nha các bạn, chết luôn nè các bạn. Trời ơi quá đã, mình quét sạch luôn các bạn. Ok, giờ mình đập tụ đã. Cái tụ đập cũng khá là lâu các bạn ơi. Đậu không mới vô chưa thấm rồi. Rồi chắc mình phải rút con ơi. Kéo dài cho cái trận đấu nó hơi hay các bạn. Đó, Niên Na Góc mới ra chưa kịp ngắm chết ngắt. Niên Rinax này đang cố gắng móc lớp ông nội ơi. Ok, mình đang kéo dài dần coi mấy Niên này cho nó vui ha các bạn. Giết cho đã ngoài. 12 kill ha các bạn, 12-04 các bạn ơi. Giết luôn ha các bạn, giết hết luôn các bạn ơi. Quá đã luôn. Niên nó bị chôn cái kéo lại kìa các bạn, quả thiệt. Niên Alice Niên tội nghiệp ha các bạn, 14-05 các bạn ơi. Cái chân nghỉ tận đấu mình kết thúc không ai, team mình đang tập hợp ngay cái tụ nó ha các bạn. Ok, bể tụ anh em ơi. Ok, mình còn gắng giết được mấy bạn nữa ha các bạn. Ok, thắng luôn ha các bạn. Ok, chắc clip mình cũng xin tạm dừng tại ha các bạn, như like, share và đăng ký nó thôi nha. Goodbye, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau ha. See you again.